Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin Người Việt bốn phương. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí thân tình trong buổi gặp mặt lần đầu sau 30 năm làm việc tại nhà máy sứ Teplice tại Cộng hòa Séc của các cựu công nhân người Việt. Lấy cảm hứng từ dự án, hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, 22 câu chuyện nhỏ của 22 bệnh nhân mắc bệnh hiếm được kể lại trong cuốn sách cùng tên đã gây xúc động hàng nghìn độc giả. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hàng cây thốt nốt huyền thoại ở vùng Thất Sơn, nơi đã trở thành đề tài sáng tác ảnh của các nhiếp ảnh gia mỗi khi mùa nước nổi về. Thưa quý vị, chinh phục các làn sóng thương mại toàn cầu là chủ đề dự án của đội Percolin, gồm hai sinh viên Nguyễn Văn Thuận và Mai Thanh Tùng đang theo học tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, vừa giành giải 3 vòng chung kết khu vực cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN diễn ra tại Singapore. Dự án của nhóm sinh viên Việt Nam đã đưa ra những phân tích và giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới những bất lợi thương mại do năng lực vận chuyển hàng hải hạn chế trong khu vực ASEAN. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên thuộc 175 trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong khu vực ASEAN. Cuộc thi khuyến khích người tham gia đưa ra phân tích về những vấn đề của ASEAN và nằm trong 6 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Với số phiếu 100%, chính trị gia gốc Việt Nguyễn Đắc Nghiệp tiếp tục tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 5 nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU thành phố Thaler, Cộng hòa Liên bang Đức. Từ nhiều năm qua, Đảng CDU là đảng lớn nhất cầm quyền tại Đức và thành phố Thaler, chiếm đa số ghế trong nghị viện nên luôn có nhiều lợi thế áp đảo các đảng khác. Tại nhiệm kỳ trước, chính trị gia gốc Việt Nguyễn Đắc Nghiệp đã trúng cử với số phiếu cao là 96,5%. Nhưng đến nhiệm kỳ này, số phiếu tín nhiệm của ông đã đạt ở mức kỷ lục 100%. Với kết quả này, ông Nguyễn Đắc Nghiệp trở thành người Đức gốc Việt đầu tiên đắc cử 5 nhiệm kỳ liên tiếp trong chính quyền của Đức nói chung và thành phố Thaler nói riêng. Được biết, đây là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi trong lịch sử bầu cử của ban lãnh đạo đảng CDU tại thành phố này. Ông Nguyễn Đắc Nghiệp đã công tác lâu năm tại Nhạc viện Hà Nội trước khi qua Đức. Ông được coi là một trong những người gốc Việt uy tín trong lĩnh vực chính trị và cộng đồng người Việt tại Đức. Hiện ông là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Thaler và các vùng phụ cận, Tổng thư ký Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vừa qua, tại Trung tâm Sự kiện Hoàng thành Praha, Cộng hòa Séc, các cựu công nhân làm việc tại nhà máy sứ Teplice những năm 1988-1989 cùng gia đình đang sinh sống trong và ngoài Cộng hòa Séc đã về dự buổi giao lưu, gặp mặt lần đầu tiên sau 30 năm. Tới dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Hội người Việt Nam ở Séc. Ở thời kỳ cao điểm, nhà máy sứ Teplice có 125 công nhân người Việt Nam làm nhiều đợt trong các năm 1988-1989. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau và đa phần là nam giới. Khi cách mạng Nhung xảy ra, nhiều người trong số họ đã trở về Việt Nam với gia đình. Những người ở lại đều ra ngoài kinh doanh và bắt đầu xây dựng sự nghiệp nơi xứ người. Tiêu biểu trong số này có ông Hoàng Đình Thắng, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu. Hiện nay nhà máy nó cũng đã thay đổi rất nhiều và cũng đã chủ người Mỹ mua cái nhà máy đấy rồi. Thế nhưng mà người Việt Nam mình, những người mà đã có cái thời gian làm việc với nhau thì thỉnh thoảng vẫn có những cái gặp gỡ với nhau. Và tôi cho rằng là những cái buổi gặp gỡ này rất có ý nghĩa, bởi vì để cho con cháu và gia đình biết rằng là có những cái khoảng thời gian rất đẹp và chúng ta đã sang đây học tập, thực tập, lao động ở tại Cộng hòa Séc. Trong không khí ấm áp thân tình, những người tham dự đã cùng nhau ôn lại những tháng ngày vất vả lao động nơi xứ người, sự thương yêu đùm bọc giúp đỡ của bạn bè người Séc. Nhà máy sứ Teplice chuyên bán đồ sành sứ như bồn rửa mặt, bồn tắm, bệt vệ sinh vẫn còn hoạt động đến bây giờ. Tôi ở ngay gần nhà máy, nên cứ có dịp là mọi người lại về thăm nhà máy và gặp tôi. Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được mọi người nhớ tới. Đặc biệt là sau mấy chục năm, mọi người gặp tôi ở bến xe vẫn nhận ra và nhớ tên tôi. Sau 30 năm, những công nhân nhà máy sứ năm nào đã lên chức ông bà và nuôi dạy nên lớp con cháu trưởng thành, đang kế tục sự nghiệp họ gây dựng được.
Tuy vậy, những năm tháng mới đặt chân lên đất sét và tháng ngày bươn trải vất vả ban đầu luôn được họ trân trọng và mong muốn thế hệ sau ghi nhớ, phát huy truyền thống cần cù chăm chỉ của người Việt nơi xứ người. Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện, chương trình Trái tim cho em đã trở thành một hành trình ý nghĩa, mang tới cuộc sống mới cho nhiều trẻ em trên cả nước. Gala nghệ thuật kỷ niệm 10 năm của chương trình với chủ đề 10 năm hồi sinh những nhịp đập sẽ là cột mốc đặc biệt của hành trình này. Sau hơn 10 năm, 100.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh tại 50 tỉnh vùng sâu vùng xa trên toàn quốc. 4.500 trẻ em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật và 136,2 tỷ đồng được quyên góp. Những nỗ lực, cố gắng trong chặng đường qua sẽ được tái hiện trong chương trình Gala ý nghĩa để mở ra những kế hoạch chung tay vì cộng đồng mới cho Trái tim cho em. Chương trình Gala Trái tim cho em 10 năm hồi sinh những nhịp đập sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 4 tháng 11. Thưa quý vị, năm 2016, những thành viên của Hội Cha mẹ, Hội Bệnh nhân Bệnh hiếm cùng với các bác sĩ khoa nội tiết chuyển hóa và di truyền Bệnh viện Nhi Trung ương đã viết nên dự án Hear Out Stories. Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Đây là một trong 6 dự án nhận được giải thưởng công hiến vì bệnh nhân của công ty đa quốc gia Sanofi Genzyme sau hơn 6 tháng tuyển chọn từ 27 dự án đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Với hành trình tìm bệnh và chữa bệnh của 22 gia đình có con mắc bệnh hiếm, dự án này đã được xuất bản thành sách vào đầu năm nay, làm rung động hàng nghìn trái tim độc giả. Nếu bạn cầm trên tay cuốn sách này là bạn sẽ bước chân vào 22 câu chuyện nhỏ của 22 bệnh nhân mắc bệnh hiếm. Bản thân lần đầu tiên khi nghe các bác sĩ giải thích con là bệnh này là bệnh do gen. Mình là người châu Á nên là nghe việc gen là nó rất là nghiêm trọng và cảm thấy rất là sợ hãi. Tuy nhiên sau đó thì nhận ra rằng là cái việc biến đổi gen này thì nó là một cái điều tất yếu và nó đã xảy ra hàng nghìn năm nay và nó có thể xảy ra với bất cứ một ai. Trước khi bước vào cái việc điều trị thì đối với cái bệnh rối loạn chuyển hóa glycogen type 2 hay còn gọi là Pompe, con em vận động rất là chậm và sau khi được điều trị con có những cái chuyển biến mà vô cùng là tích cực. Thì con mình dù là chỉ biết cười thôi, dù là chỉ biết chỉ tay thôi hoặc là chỉ nhìn bố mẹ thôi, bất cứ một cái hành động nhỏ nào đấy thôi cũng đấy là một điều kỳ diệu, không còn đơn thuần là hạnh phúc nữa. Bởi vì đối với mình là con còn được sống ngày nào đấy là một điều hạnh phúc, một điều thiêng liêng. Khi mà lần đầu tiên mình biết con mình bị bệnh thì mình có cảm giác là mình là người đen đủ nhất thế gian này rồi, không ai khổ hơn mình cả. Khi tham gia vào dự án, cùng ngồi lại cùng chia sẻ thì mình phát hiện ra là ồ, có quá nhiều bệnh hiếm và có quá nhiều hoàn cảnh nhờ có cái dự án này mà cái con đường chiến đấu với bệnh tật của con mình không hề đơn độc. Rất là nhiều người đã nhắn tin với mình nói rằng là trước đây thì mình rất là hay than vãn với cuộc sống mình, thế nhưng mà sau khi đọc quyển sách thì mọi người lại cảm thấy là ít than vãn hơn, lạc quan yêu đời hơn. Mình cũng nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của những người mà cũng không phải bạn bè hay là họ hàng của mình. Những cái rất là nhỏ nhặt mà cái cuốn sách này nó mang lại, cái việc là lan tỏa cái sự cảm thông, lan tỏa kiến thức và lan tỏa tình yêu thương. Nếu bạn là bất kỳ ai trong xã hội này, sau khi mà đọc cái cuốn sách, bạn sẽ thấy là nhỡ đâu ở đâu đó xung quanh mình có những đứa trẻ như vậy sẽ được phát hiện, điều trị bệnh sớm và có cơ hội sống. Và tối ngày 1 tháng 11, lễ khai mạc Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018 đã diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện trong hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO. Liên hoan diễn ra từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 11 với sự tham gia của 13 tỉnh thành có di sản ca trù như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất của Nguyễn Công Trứ, người đã có đóng góp lớn trong quá trình phát triển nghệ thuật hát ca trù. Liên hoan là dịp để tổng kết và đánh giá lại toàn bộ thành quả phục hưng ca trù và báo cáo sức sống của ca trù trong đời sống xã hội hiện nay. Ca trù chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp từ tháng 10 năm 2019.
theo có lẽ sẽ mang đến sự bất ngờ cho quý vị. Như quý vị biết thì hip hop là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ những năm 1970 tại Mỹ, với âm nhạc mạnh mẽ, sôi động, vũ điệu khỏe khoắn cùng nhiều động tác xoay lộn. Thông thường thì dòng nhạc này được cho là phù hợp với các bạn trẻ, chứ chẳng mấy khi nhìn thấy các cụ già tham gia thể loại âm nhạc này. Vậy mà ở Hà Nội có hẳn một câu lạc bộ hip hop mà toàn bộ thành viên là những người cao tuổi. Người trẻ nhất là trên 50 và người già nhất đã trên 80. Câu lạc bộ hip hop người cao tuổi Bờ Hồ đã đem đến cho các cụ bà một tinh thần vui sống và một cái nhìn mới mẻ về khả năng của các cụ đã ở tuổi xế chiều. Năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? 81 ạ. 81 tuổi vẫn tham gia nhảy hip hop. Bác này, nhưng mà mình già thế này rồi, đôi khi là chồng con nó bảo là mẹ không nên đi tập nhảy hip hop, nó nặng quá với người già không bác? Không ạ, chồng con tôi là động viên đi để cho khỏe. Đúng rồi ạ. Hip hop năm ấy xưa dành cho lớp trẻ, hip hop bây giờ tình. Hip hop bây giờ các cụ cũng ỉ mê. Hay quá. Không chỉ vui, khỏe mà thay đổi lớn nhất ở mỗi cụ khi tham gia câu lạc bộ là tinh thần dám thể hiện mình. Ống kính máy quay cũng chẳng hề làm các cụ ngại ngùng. Cô ơi, mình cứ nhảy suốt ngày như thế này thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô thấy khỏe ra, không thấy mệt. Không thấy mệt ạ? Bà con thấy cô nào người cũng rất đẹp đúng không ạ? Xinh. Các bác bảo nhau là không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc mà lúc nào cũng phải nghĩ đến sức khỏe, cho nên là mình bớt chút thời gian ra để đi ra đến câu lạc bộ hip hop. Quan trọng khi là con gái, bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Thành lập từ năm 2011 do vũ công Nguyễn Viết Thành, đội trưởng nhóm nhảy Ngón Chân Cái lừng danh một thời gây dựng. 8 năm qua, câu lạc bộ mỗi ngày một đông. Và cả những người bạn nước ngoài cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hip hop, đã tham gia làm thành viên của đội. I feel like I have a family. This is my family here. Oh, bà ấy có nói rằng là đây là một đại gia đình. Hình ảnh những cụ già nhảy hip hop bên hồ Gươm Xanh đã truyền một năng lượng sống yêu đời và trở thành một nét tô điểm cho nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Thưa quý vị, thiên nhiên luôn là một nguồn cảm hứng vô tận với những người yêu nghệ thuật, để từ đó tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp. Quý vị có thể đã từng xem qua ảnh hoặc là nhìn trực tiếp cây thốt nốt, một loài cây thô mộc xù xì ở vùng đồi núi tỉnh An Giang, tạo ra những khung cảnh đẹp như tranh vẽ, làm mê lòng du khách gần xa. Nhiếp ảnh gia từ nhiều nơi không quản ngại xa xôi, lặn lội tìm đến đây để có được những tác phẩm nghệ thuật độc đáo với nét dân dã rất riêng của vùng bảy núi. Và một trong những điểm đến được các tay máy ảnh yêu thích nhất đó là hàng thốt nốt huyền thoại ở chùa Sa Đắc Tót thuộc xã Vân Giáo, huyện Tịnh Biên. Anh Phan, một du khách Áo được các bạn nhiếp ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh rủ về vùng Thất Sơn An Giang vào mùa nước nổi để chụp ảnh hàng thốt nốt nghiêng mình soi bóng trong nước lũ mênh mông. Anh rất bất ngờ trước nét đẹp thiên nhiên độc đáo nơi đây. Hôm nay tôi đến đây thấy cảnh rất là đẹp vì ánh sáng phản chiếu ngược lại. Và tôi thấy mọi người đến đây chụp ảnh cũng rất là đông vui. Chưa bao giờ thấy cảnh hàng cây đẹp như thế này. Tôi cũng đã đi du lịch rất là nhiều nơi rồi. Nhất là sự phản chiếu từ mặt nước lên, làm tôi thấy rất là thích thú. Không đơn độc đứng bên những ngôi chùa tháp vàng hay lác đác dọc dài lối đi, thốt nốt dùng Thất Sơn nối tiếp nhau từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Mỗi nơi có nét đẹp riêng. Những hàng thốt nốt ở chùa Sa Đắc Tót đã thu hút du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng hàng chục năm nay. Thế chúng tôi thì ở ngoài Bắc thì chỉ quen với lại những cái vùng Đông Bắc, Tây Bắc. Bà con ở đây thì cũng rất là những người phương Nam rất là hiền lành, chân chất. Và hy vọng là cái tiềm năng du lịch thì sẽ làm sao cho là phát triển, kêu gọi được nhiều khách đến với An Giang được nhiều hơn. Thì khi mà chụp được cái hàng thốt nốt điện thoại thì mình rất ưng ý, tại vì những cái mùa nước lên này không phải là năm nào cũng có, và mình muốn lưu truyền, lưu giữ những cái hình ảnh đẹp về sau.
Thốt nốt lại mang một vẻ đẹp ảo diệu khác khi đồng khô nắng cháy. Những nên thơ dịu dàng được thay bằng vẻ kiên cường mạnh mẽ như sẵn sàng đối đầu với những thử thách cam go. Thốt nốt vì thế còn được xem là chỗ dựa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer hàng bao đời nay. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hoàn toàn có thể theo dõi lại bản tin trên trang website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.